chào anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu thêm một cái dòng túi chống sốc dành cho MacBook Pro, MacBook Air 13 inch đời dưới PC đến từ Tom Tok của Mỹ. Đây là những cái dòng mà bảo vệ cho máy tính mà bao gồm cả một cái túi đựng phụ kiện nữa. Đây là những túi đi kèm với máy, với cái túi chống sốc. Với những cái gam màu rất là tươi tắn, mới lạ, được rất nhiều anh chị tìm đến cái dòng này. Đây là một màu tím. Bên ngoài túi thiết kế rất là nhỏ gọn, vừa nhỏ gọn vừa có thể đảm bảo được bảo vệ cho máy tính của chúng ta. Bên ngoài được thiết kế bằng vải dệt cao cấp, có tính năng kháng nước, với những cái đường chỉ rất là mượt mà, rất là tinh tế, hầu như là không có bị lỗi những cái vết này. Dây kéo được bảo hành 12 tháng. Kéo rất là êm tai, rất là nhẹ nhàng luôn. Được kết hợp với hai dây kéo, chúng ta có thể dễ dàng trượt qua hai bên. Còn đây bên trong có một túi đựng phụ kiện và có dây sắt. Bên trong được phủ một cái lớp lông mềm mịn, rất là mềm mà mịn, không gây trầy xước cho máy. Xung quanh viền cũng có một lớp vải để bảo vệ. Anh chị thấy nha, được bảo vệ một cái lớp dày trực diện cho máy tính luôn. Ngoài ra thì ở bên ngoài còn tích hợp một cái ngăn được phụ kiện. Các logo nè, các móc khóa được thiết kế bằng GPU. Đây một cái túi đựng phụ kiện với thiết kế khác, một cái túi khác, một cái dạng hình khác. Ở bên trong cũng lót bằng cái lớp lót bằng lớp lông rất là mềm mịn, sắp xếp rất là hợp lý các ngăn, rất là xịn sò luôn. Cả logo Tom Tok. Đây là màu vàng. Màu nào cũng xinh đúng không ạ? Đây là dòng mà Tom Tok có tích hợp thêm chiếc túi đựng phụ kiện, rất là cảm thấy rất là cao cấp luôn ạ. Có vải dây sắt làm cho phụ kiện chúng ta trở nên ngăn nắp hơn. Lọt bên trong luôn, có một cái lớp bên ngoài để bảo vệ viền bốn góc.
là dễ dàng cho việc kéo. Việc kéo bảo hành 12 tháng luôn. Rất là xinh xắn, rất là gọn gàng.